những đứa phải ngồi suy nghĩ lại tại sao Thiên Tâm không ra đời 10 năm trước, tại sao sư phụ Thiên Tấn Kiệt không xuất hiện 10 năm trước mà lại lúc này, tại sao Thiên Tấn Kiệt không sanh ra vào năm 60, 50 đại khái mà lại sanh vào năm 65. Tất cả đều nó có lý do. Tại sao mấy đứa con lưu lạc khắp mọi nơi mà hôm nay lại ngồi ở nơi này để thương sư phụ, thương cha, thương mẹ, và mình biết rõ ràng con đường của mình hôm nay là làm cái gì. Trước đây tôi không biết, khi nói chuyện tôi chẳng biết tôi làm cái gì. Ngày nào sáng dậy tôi cũng cứ lòng quần bao nhiêu công việc đó, tới lui tới. Hôm nay chúng ta biết được cái xác phàm này phù du, và mình sẽ ra đi, và mình biết rõ mình sẽ đi về đâu. Trước kia các con đâu có biết con đi về đâu. Bây giờ các con đã biết sư phụ là người sáng lập Thiên Tâm nè, sư phụ là con thượng đế, là Bồ Tát sống, Chúa Giêsu tái lâm, thử hứa sẽ đưa tất cả họ tin về trời, sư phụ phải giữ lời hứa. Bồ Tát không nói là, nhưng mà phải giúp sư phụ. Một ngày phải gán đọc kinh, giờ phải ăn ở hiền lành hơn ngày xưa.